nay, Simi và Kairon sẽ đi du lịch Hàn Quốc và đây sẽ là một chuyến du lịch siêu điên rồ của mình. Mình đã chạm được vào tuyết rồi. Và ngoài ra mình còn gặp các bạn fan siêu đáng yêu nữa nha. Em đi du lịch qua nước nào em chả nhớ luôn. Ok, vậy em chào mọi người cho chị đâu. Hello mọi người, bye bye mọi người nha. Ok, cậu em nha. Và trước khi bắt đầu chuyến bay này thì các bạn cũng đừng quên giúp video của Sim được 5.000 like. Và các bạn có 3 giây làm việc này. 3, 2, 1. Thank you, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ bay qua Hàn Quốc thôi. Let's go. Tính ra đoạn này xin vừa chào một cái thì bỗng nhiên có hai bạn fan siêu đáng yêu tới chào mình. Và đây là hai mấy nè. Hi, chào mọi người. Chào mọi người. Em mấy tuổi rồi? 6 tuổi. Ồ, em đang đi đâu vậy? Dạ, em đi về Em đang du lịch, đi du lịch ở đâu nè? Em đi du lịch qua nước nào em chả nhớ luôn. Ok, vậy em chào mọi người cho chị đâu. Hello mọi người, bye bye mọi người nha. Ok, cậu em nha, thank you. Dễ thương quá à. Wow. Nói chung là Sim đang đi hàng thì có hai bé fan rất là dễ thương, hai mấy tới chào mình. Đó thì Sim cho các bạn thấy chúng ta đi hàng nhưng mà chúng ta cũng gặp rất là nhiều bạn nhỏ rất là dễ thương đúng không nào. Đấy, nói chung là bạn nào mà gặp được Sim, biết Sim thì các bạn cứ mạnh dạn chạy tới ôm mình hoặc là xin chữ ký hay là chụp hình đều được hết nha. Sim rất là quý khi bạn làm vậy luôn á. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lên máy bay nào. Và bây giờ mình phải bay trong vòng 5 tiếng đó các bạn. Các bạn nghĩ đi, 5 tiếng lận đó. Ok, nhưng không sao, mình chắc chắn mình sẽ thức được. Đấy, ok, thì bây giờ là cảnh này là máy bay đang bay cho mọi người, nó đang chờ bay. Trời, không biết các bạn như thế nào chứ mình chưa bao giờ bay một cái chuyến bay nào 5 tiếng cả. Trời ơi, 5 tiếng lận đó nha. Đấy, trời ơi, rồi cảnh này là mình đang chờ nè mọi người đó. Đang chờ máy bay cất cánh này. Và các bạn xem cái đoạn này máy bay nó cất cánh nè. Bạn nhìn vậy thôi chứ lúc bay lên nó giật dữ lắm các bạn. Nhớ camera của Sim mà có khả năng chống rung mọi người chứ ngoài nó giật dữ lắm. Nếu các bạn thắc mắc trong 5 tiếng Sim sẽ làm gì đúng không? Đấy thì trong 5 tiếng Sim sẽ đi ngủ. Chứ sao nữa bạn, trời, nói chung là trong quá trình 5 tiếng thì mình không biết làm gì cả nên mình chỉ biết ngủ thôi. Nói chung là gần 5 tiếng mình không quay gì cả, mình chỉ ngủ thôi các bạn. Đấy, ok, chúng ta cùng bay qua Hàn Quốc thôi. Cái đoạn này là vừa xuống một cái là Sim sốc nhiệt luôn, mọi người nó lạnh ngắt luôn, cái bản lạnh dễ sợ luôn. Tựa Huế tôi không nghĩ nó lạnh tới mức vậy luôn. Bởi vì cái sân bay Hàn Quốc nó rất là lộng, thế là mình với Kai phải đi bằng tàu điện mới tới được nha mọi người. Là các bạn biết độ rộng của nó như thế nào được, đi bằng tàu điện mới tới được cái chỗ sân bay nha. Ok, thì mình nghe bảo là anh hướng dẫn viên du lịch bảo là ở ngoài trời Hàn Quốc đang rất là lạnh, là đang 2 độ C luôn, nên mình đang nghĩ mình sẽ thay đồ một xíu ha. Ok. Rồi, đoạn này là Sim đang mặc áo vô cho nó ấm nè mọi người đó. Thay áo, mặc áo mới. Trời, mặc áo này vô lại không ấm mấy. Sau 10 phút thì đây thì mọi người, ta da ta. Đây chính là áo giữ ấm của Sim và Kai nè mọi người. Mọi người thấy sao? Ta da. Nghe đồn là ra ngoài. Ôi mình hở ra xương luôn á. U lạnh thế. Ai nắng các kiểu nhưng mà rất là ôi nắng đẹp luôn á, nhưng mà nó lạnh cái đồn luôn á. Lạnh lắm luôn á. Mình nói chuyện bình thường thôi mà mình đã bốc hơi thì các bạn biết cái độ lạnh của nó như thế nào đúng không? Đấy, nhìn nắng chang chang vậy thôi chứ nó là âm 2 độ C ấy bạn ơi. Trời ơi, lạnh kinh hồn luôn ấy bạn. Đấy, nhưng mà may quá mình cũng có mặc ấm một chút nên cũng đỡ hơn một xíu. Và bây giờ bé Sim đang trên xe tới chỗ ăn nha mọi người. Đó, ngủ dậy là đói là phải ăn thôi chứ sao nữa. Ok, chào các bạn đến với Hàn Quốc Korea. Bây giờ Sim sẽ kiếm chỗ ăn sáng cho mọi người. Hello. Ngày đầu tiên tại Hàn Quốc thì bỗng nhiên, vâng, tôi gặp các anh chàng BTS. Trời ơi, chuyện vô đây gặp BTS luôn mọi người. Trời đất ơi, có duyên thật sự. Và đây, món ăn sáng đầu tiên tại ngày Hàn Quốc đầu tiên, đó chính là mì udon. Mì mà Sim cực kỳ thích luôn. Hôm đấy trời lạnh, ăn cái mì này vô cực kỳ ấm luôn nha mọi người. Vết sai lầm của mình là gì vậy ông?
sai lầm của mình là ra chỗ này không mang găng tay. Thực sự nó buốt kinh hồn luôn. Nó lạnh lắm luôn á. Dù các bạn thấy nắng đấy, nắng rất là to, nhưng mà vâng, nắng không có nghĩa lý gì ở đây cả, ok. Nắng là một chuyện, nhưng lạnh là một chuyện. Lạnh kinh hồn. Quá trời quá đất rồi. Lạnh quá, thiệt luôn á. Một lúc sau khi ăn no xong, hai tụi mình đã quyết định đi lên thủy vực mọi người. Mà tại sao phải lên thủy vực ta? Một lúc sau nhá. Và bây giờ Shin với Kai sẽ lên đảo Nami nha mọi người. Một cái đảo khá là nổi tiếng bên Hàn Quốc. Đấy, tình cảm các kiểu rồi. Cái cảnh gì đây? Cảnh gì trong phim gì mà Titanic đúng không? Quốc đã lạnh rồi, còn đi thuyền nó lạnh gấp đôi luôn các bạn. Đấy, nhưng mà biết sao, vừa tới đảo một cái thì có hai bé siêu cute tới xin, gọi là xin chụp hình này mọi người. Trời ơi, dễ thương quá trời luôn. Hai bé kia vừa tạm biệt Sim xong thì có một nhóm bạn khá là dễ thương cũng tới chỗ Sim siêu trời hình nữa. Trời, mấy bạn dễ thương quá trời có đất luôn. Không ngờ hôm qua Hàn Quốc cũng gặp được fan luôn á. Trời ơi là trời. Cậu gia đình ạ. Cậu gia đình ạ. Cậu gia đình ạ. Wow. Tới đảo Nami chưa làm gì thì Sim đã quyết định đi mua đồ ăn nha mọi người. Đấy. Sim mua hai cái cheese curd vậy là sausage. À một cái xúc xích vậy là chicken fries. Mình cũng chưa ăn cái này bao giờ nhưng mình sẽ thử. Hello, can I get one sausage and two chicken fries? One sausage? Yeah. $10. Okay. Thank you. Và đây là món xúc xích nha mọi người. Thì mình kêu một xúc xích với hai bánh chun crust. Đấy, trời ơi, biết nhau ăn tình cảm các kiểu. Đó, rồi bây giờ xin được cắn miếng bánh chun crust. Đấy. Ê, có cái gì rơi vô vô cái khăn quàng kia. Trời ơi, ăn gì không cẩn thận gì hết trơn á. Đó, thì nói chung là cảnh này xin ăn quá trời quá đất luôn. Mà khoan, tự nhiên Esther thì cảnh này chàng với mình cảnh con hamster ngồi ăn được không? Chứ mình thấy cảnh làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy. Bởi vậy nhiều lúc bất mãn không nói luôn thiệt tình. Lúc mình ưa tới mình thấy mình giống con hamster. Mà người Esther thì chàng vô giúp em cảnh con hamster ăn được không ạ? Chứ em thấy nó cũng giống lắm luôn đó. Giống lắm luôn á. Một lúc sau nhá. Và đây chúng ta đã tới rồi các bạn ơi. Khu trượt tuyết. Trời ơi toàn là tuyết luôn. Ôi, tính ra lần đầu tiên mình tới một nơi toàn tuyết luôn các bạn. Không biết các bạn có bao giờ tới chạm được tuyết chưa? Đừng có bình luận phía dưới cho tôi biết nha. Cái này là lần đầu tiên xin chạm vào tuyết. Ôi, cái cảm giác gọi là gì ta, chạm vào tuyết như thế nào cay? Về giống cá bào á, không biết phải đá không, ăn thử. Đừng. Này nhiều người trượt lắm á. Rồi các bạn nhìn nè, xung quanh có rất nhiều người trượt tuyết luôn nha. Trời ơi, lần đầu tiên Sim thấy tuyết nó nhiều như vậy luôn á trời. Và đây, ui, Sim nó nặng cục tuyết rồi mọi người. Ta 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 ta. Đây chính là tuyết. Mình đã chạm được vào tuyết rồi. Yeah. Yeah. Rồi, trời ơi. Được. Giờ Sim muốn xem của mình. Sim có chắc không? Chắc. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà Sim chạm vào tuyết nên Sim rất là ngật luôn các bạn. Lấy tuyết cứ ném vào cai không à. Cái tuyết này không ăn được nha mọi người. Tuyết trong truyện tranh ăn được nhưng tuyết này không ăn được đâu nha. Nói chung là về cảm nhận của mình khi chạm vào tuyết là rất là mát và rất là thích luôn nha mọi người. Và đây Sim có quay một số cảnh em bé ở Hàn Quốc xây gọi là ngôi nhà tuyết. Trời ơi xây gì mà đỉnh như mấy em. Hả? Ok các bạn, bây giờ mình sẽ xây người tuyết nha. Let's go. Cái này nói chung là mình xây người tuyết ở trong game khá là nhiều, nhưng lần này mình xây người tuyết ở ngoài đời. Đấy, lần đầu chạm vào tuyết thì mình chơi hết mình chứ đúng không? Bây giờ mình sẽ xây nó ở đâu ta? Mình xây nó đây ha. Ok. Ok, và bây giờ Sim sẽ xây gọi là người tuyết ở bên Hàn Quốc nha các bạn. Đó, xây rất chăm chỉ con là điểu nha. Đấy. Cách này hiệu quả phết. Wow. Nhưng mình không biết mình có tạo ra hình tròn được không nữa. Hình tròn dữ chưa? Hình tròn chưa ta cũng không biết nữa. Dù hơi cực xíu mọi người cứ xoay xoay nắng hồi mà không biết có ra hình tròn không. Nhưng nó vui nha các bạn, rất là vui luôn. Mình thấy nó giống cái nấm cơm hơn á. Và nó giống nấm cơm thật. Mình sẽ mài nó vậy. T
tính ra xe người tuyết trong game vậy bao nhiêu, ngoài giờ rất khó bấy nhiêu mọi người. Nhưng mà cái nó vui, trời ơi, vui là được đúng không? Đúng, đúng. Không biết các bạn thấy tròn chưa, nhưng mà mình thấy nó cũng gần tròn á. Ok. Mà chúng ta đã có một thân hình người tuyết. Bây giờ mình sẽ làm thêm hai cái tay được các bạn ơi. Ok. Bây giờ là có cái thân với có cái đầu rồi. Bây giờ xem chị Việt gọi là nặng tay lên, nặng tay, nặng chân lên nha mọi người. Thì nói chung là cạnh này làm rất là nhanh luôn. Mình không hiểu sao nha. Mình làm một cái thì làm xong luôn. Đó, xong rồi nè. Quá là dễ luôn. Ui, nó ra con gấu rồi nè. Các bạn có thấy không? Các bạn có thấy không? You see it? Tên ơi, nhưng mà mình cần hai con mắt. Nhưng mà không có gì để điểm xuống. Ồ, mình xem. Cạnh này Sim đang kiếm một số cục đá, một số vụt giấy để tạo mắt và mũi cho gấu tuyết mọi người. Vừa thật tình cờ mình cũng có kiếm được một cái lồng cây nữa. Xong rồi. Công sức của tôi đã chờ. Ok, thì cái món quà xinh đẹp này tôi xin dành tặng cho tất cả các bạn gấu con đang coi video này và những bạn fan của Hero Team. Ta-da. Ok, và khoảng khắc này cũng đã tới. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu trượt tuyết nha mọi người. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Sim trượt tuyết luôn nha các bạn. Mà mình không hiểu tại sao nha. Mình ngồi cái ván trượt tuyết cái mình trượt được luôn. Trời ơi, tôi thần kỳ quá các bạn ơi. Đó, lên cái trượt được luôn. Đó các bạn thấy không? Vô cái trượt luôn. Đấy, ok. Thì cạnh này là Sim đang muốn trượt dốc mà đó. Trời ơi, dài dễ sợ. Nói chung là không có làm vậy được nha mọi người. Làm vậy nó sẽ bị trượt xuống. Là mình phải gọi là vòng lại. Đó, vòng từ từ thôi. Đấy, muốn lên dốc là phải tháo cái này ra mới lên dốc được. Đó, và trượt. Đấy, thì các bạn thấy Sim giỏi không? Trượt một phát xuống luôn. Đấy, và bây giờ muốn dừng lại. Đó, trời ơi, điêu luyện quá trời. Như một người chuyên nghiệp vậy đó. Dù đây lần đầu tiên nha các bạn. Đó, bây giờ trượt thêm phát nè cho các bạn. Sợ chơi. Đó, trượt rất điêu luyện đó. Không sợ gì hết. Cầm cây là trượt. Đó. Nói chung lúc này thì mình cảm thấy rất là vui các bạn. Chứ không sợ gì hết trơn. Rồi, bây giờ Simi đã trượt xuống. Vèo. Đó, rất chuyên nghiệp. Đó, vèo, 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 vèo. Đây, bạn thấy Sim giỏi chưa? Trời ơi, trượt một phát ăn luôn. Nhưng trượt đó khác với người bạn trai của mình. Đó, bây giờ tới anh Kaygon thể diện nha mọi người. Anh Kaygon thể diện hơi lạ xíu nha. Cố lên. Cố lên. Nói chung là bạn gái anh trượt nhanh bao nhiêu là anh trượt chậm 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 dĩ bao nhiêu. Mọi người đó trượt cạch 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 dĩ mọi người đó. Trời ơi, quá chậm luôn. Sao đi dưng rùa vậy? Cái đoạn này Esther có thể giúp em ghép một cái cảnh mà bạn trai solo với bạn gái trượt được không? Để so sánh sự nhanh nhẩu mọi người. Đó, ok. Xin mời Esther ghép ạ. Đấy, nói chung là nói chung là ca trượt nhìn dễ thương quá à. Gấu con à, đã tới lúc chị về rồi. Nên chị tạm biệt em nha. Chị sẽ còn sống tới khi nào? Chị không biết em sẽ sống tới khi nào. Nhưng mà chị rất là vui khi tạo được em. Cảm ơn em đã trở thành bé gấu tuyết nha. Ok, và bạn nào xem tới đoạn này thì các bạn cũng đừng quên giúp cho video của Sim được 5 lần like. Và các bạn có 3 giây việc này. 3, 2, 1, thank you. Cảm ơn quá trời nhiều. Chị xin rất là nhớ em. Tạm biệt em. Bye. Bye bye bye. Cụm tay. Pew. Bye. Mình nhắc lại sự nhớ em ấy cho coi. Không biết em đã có bị phá hủy hay không. Nhưng mà cái nghĩ là đến phá đi. Thà là tự phá còn hơn là không. Tôi sẽ cho em ấy ở đây. Ok, đi thôi. Bye bye em. Bye bye. Hy vọng em ấy sẽ luôn tươi cười. Đi thôi. Bye bye, tạm biệt tuyết. Nhưng nói chung là hôm nay là một ngày rất là vui đối với mình. Yay. Ngày hôm sau nhá. Hàn Quốc ngày 2. Let's go. Chào mừng các bạn đến với Hàn Quốc ngày 2 cùng với mèo Simi. Bây giờ mình với Tai hiện tại đang ở trên xe và chờ tới lúc Seoul cho mọi người. Tính là mình nghĩ đây là lần đầu tiên mình chơi ở khu này luôn á. Không biết nó như thế nào nhưng mình nghe đồn là nó vĩ đại lắm các bạn. Nó vẻ VIP Pro ấy.
Vào ngày thứ hai tại Hàn Quốc, mình cùng với Cairo sẽ quyết định đi chơi Lotte World, một công viên giải trí siêu nổi tiếng tại Hàn Quốc nha mọi người. Đó, hello, tôi nè. Ok, để vào được đây thì mình phải mua vé nha mọi người. Đó, ok, sau khi có vé xong chúng ta sẽ vào bên trong nha mọi người. Trời đất ơi, nhìn cứ như xứ sở thần tiên đó mọi người. Đó, các bạn thấy không, đây một cái xe siêu dễ thương. Nói chung là ở đây như một thành phố gọi là thu nhỏ, nó một thành phố hoặc hình thu nhỏ nha mọi người. Đó, có rất nhiều mô hình đáng yêu luôn các bạn. Đấy, hello, và đây một cục kem siêu to khổng lồ dễ thương quá à. Nhìn là muốn ăn luôn các bạn ơi, nhưng tiếc ở đây chỉ là mô hình thôi. Đấy, trời chứ không tôi ăn rồi. Và đây chính là cảnh Shinkai đó mọi người. Đó, nhảy vô chi đó mọi người. Đó, trời ơi, dễ thương quá à. Bạn nào thấy đẹp đừng quên quay lại đăng top top nha, dễ thương lắm. Ok, còn cạnh này Sim đang cosplay bé chồn nha mọi người. Đó, trời ơi, bé chồn đúng bự của mình nhỏ, chỉ bằng cái chân của bé chồn thôi. Ôm bé chồn nè, tan 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 tan. Cảm ơn bé chồn nhiều, cảm ơn Mita. Rồi, ok, đi tiếp, không biết ở quanh công viên này có gì ta. À, Cat Rider nè mọi người, đó. Trời ơi, hôm bữa mình có chơi game Cat Rider, bây giờ mình gặp nhân vật luôn. Đấy, cạnh này là Sim đang solo nhảy cùng với nhân vật Cat Rider. Và đây, đi làm một hồi thì Sim vào cửa hàng bánh kẹo. Trời đất ơi, trong này kẹo gì cũng có nha mọi người. Trời ơi, nhìn lé mắt luôn các bạn. Một đống kẹo. Đó, và bây giờ Sim thấy được một cái túi gấu tuyết siêu đáng yêu luôn mọi người. Và đây là một cái hộp nhạc. Thôi ra mình thấy cái này cầm gì chứ. Và đi lượn lượn một hồi thì Sim đã quyết định mua hai cái kẹo này cùng với một túi gấu siêu, à túi gấu kẹo siêu đáng yêu. Đó, tự nhiên đang mua kẹo thì tự nhiên Sim thấy một binh đoàn này mọi người. Đây là mấy bạn nhân vật trong cái công viên này mọi người. Trời ơi, nhìn dễ thương ghê. Và đi một hồi thì Sim đã lạc vào một cửa hàng siêu đáng yêu rồi các bạn ơi. Trời ơi, vào đây. Trời ơi, cửa hàng gì mà nhiều váy đẹp dữ vậy hả? Trời đất ơi, mình nhìn là mình muốn mặc luôn á bạn ơi. Nhưng tiếc quá, mấy cái váy này quá nhỏ nên Sim không thể mặc được. Trời ơi, ai mặc vô chắc chắn sẽ trở thành công chúa xinh đẹp. Và đây chỉ là một chiếc váy công chúa siêu ngầu loài nha mọi người. Váy công chúa gọi là cướp biển. Đó, bạn nào thích cá tính thì mặc cái đấy. Và đây chính là một chiếc váy công chúa siêu hồng đáng yêu. Trời ơi, muốn mặc quá mà không được các bạn ơi. À, cái gì đây, mũ thỏ siêu đáng yêu sao? Cái thứ đáng yêu này thì mình nghĩ mình phải mua hết cho tất cả thành viên heo tim mới được đúng không? Đó, thế là Sim quyết định mua 6 cái. Lượn quẹo một hồi thì trời ơi, cái gì đây? Găng tay gấu tuyết. Trời ơi, gấu tuyết các bạn ơi. Ok, chốt đơn, mua em luôn. Gấu tuyết là mua hết. Và đây, bông hoa gấu tuyết. Trời ơi, đẹp quá. Mua luôn mấy bạn ơi. Và tiếp theo, ui, cái này là tai chuột. Nhưng mà nhìn nó cũng khá là giống tai thỏ. À lộn, tai gấu tuyết mọi người. Thế mình quyết định mua. Mình thề với các bạn, ở cửa hàng này có rất nhiều thứ dễ thương của ta luôn. Sim cũng muốn mua hết lắm, nhưng mà tiếc quá không có đủ tiền. Đấy, ok, thì đây chính là khung cảnh của cái công viên này nha mọi người. Nó rất là lãng mạn. Và sau một hồi thì mình mua khá là nhiều thứ. Thì mình với Kai có định gọi là nghỉ chân để ăn bánh, để lấy sức đi tiếp mọi người. Bởi vì công viên này cũng khá là rộng mọi người. Đó, ăn quá trời luôn các bạn. Và đây, cạnh này là chứ mà mình nhớ là tới tối rồi. Đó, tới khuya thì chúng ta phải ăn tối mọi người. Đấy, ta-da, hết một ngày. Ngày hôm sau nhá. Vừa mở mắt một cái là có hai bạn fan siêu đáng yêu tới xin chữ ký và xin chụp hình Sim. Trời ơi, dễ thương quá trời có đất luôn. Và đây chính là hai bạn ấy nè. Hello. Rồi, anh gọi. Ok, gọi nữa nha. Tính ra mình qua Hàn Quốc mà không ngờ lại gặp nhiều bạn fan, nhiều bạn nhận ra mình dễ thương quá trời có đất luôn. Nói chung là sau này bạn nào biết Sim thì đừng quên gọi là chạy tới xin chụp hình Sim nha. Sim thích cực kỳ luôn đó. Đấy, thì ok, thì mình nhớ không nhầm đây là chính là ngày 3 tại Hàn Quốc. Thì hôm đó mình đi quanh một số địa điểm đặc trưng tại Hàn Quốc nha mọi người. Đó, thì hôm nay mình mặc một cái trang phục gấu tuyết. Đấy, rất là nổi bật luôn đó mấy bạn. Gấu tuyết đi quanh Hàn Quốc. Đó, gấu tuyết uống sữa sô-cô-la. Trời, trời lạnh thế này có một cốc sữa sô-cô-la thì tao nói là tuyệt đỉnh nha mọi người. Siêu ấm áp, siêu ngon. Đó, good. Gấu tuyết thả lai. Đấy, đó, cạnh những cảnh. Đây là những cảnh mình với Kai vô chi nha mọi người. Đó, sau khi uống xong chúng ta ăn. Đó, mình không biết sao nữa nhưng mình thấy vlog này là toàn ăn với uống mọi người. Mình ăn rất nhiều luôn. Đấy,
Mình không biết sao nha, nhưng đồ ăn Hàn Quốc siêu nhiều luôn á, mình ăn không hết luôn. Và đây giới thiệu mọi người nơi chôn cất tình yêu. Bây giờ thôi thì các bạn thấy những cái gì chim chít ở trên gọi là cái hành lang không? Đó chính là khóa tình yêu mọi người. Đó trời ơi, có má nào khóa luôn cái ốp luôn vậy. Đó thì bây giờ Sim với Kai quyết định đi mua một ổ khóa, sau đây ghi tên hai tụi mình lên đấy và tụi mình sẽ khóa ở trên cái cầu tình yêu này. Đó trời ơi, rất nhiều khóa nha các bạn. Đấy. Ok, bây giờ Sim với Kai đang đi mua khóa ở trong cái máy bán khóa tự động này mọi người. Đó, thì Sim với Kai cũng định đi mua cái khóa màu xanh này. Đó, tan tan tan. Đây, giới thiệu mọi người, chúng ta đã có một cái khóa tình yêu. Rồi, ok, sau khi có khóa tình yêu xong thì tụi mình sẽ ghi tên tụi mình lên và ghi một cái câu chúc cho hai tụi mình. Đó, đây. Đấy, trời ơi, dễ thương chưa. Rồi, sau khi có xong thì tụi mình sẽ khóa chỗ này. Đó, nếu mà bạn nào qua Hàn Quốc các bạn tới được cái cầu tình yêu này, đừng bạn nào phát hiện ra cái khóa của Sim cài, đừng quên chụp hình cho tôi biết nha. Trời ơi, tôi để đây đó nha, đó gần cái cột màu xám đó. Đấy, ok, thì sau khi trải nghiệm xong cái cầu tình yêu thì tụi mình đã quyết định tới một cái siêu thị nhỏ. Đấy, và trong siêu thị này cũng rất nhiều đồ cute luôn nha. À đây, trời ơi, tự nhiên gặp những anh cái này là linh thú, linh vật của BTS luôn mọi người. Đó, mình cũng không biết nữa, nhưng mà trời ơi, dễ thương quá trời luôn. Đấy, tới check in liền và thả tim. Đấy, và nói chung là mình nhớ không nhầm là hôm đấy là gần ngày cuối rồi các bạn. Đó, thì ngày cuối cùng thì Sim với Kai ngoài việc đi quanh Hàn Quốc thì là đi chụp hình để lưu giữ kỷ niệm thôi mọi người. Đó, trời ơi, nói chung là mình với Kai chụp hình quá trời quá đất luôn các bạn, chụp tới tấp luôn. Đó, đấy. À, cái này là cũng là cái khung của BTS nữa. Đó, trời ơi, dễ thương chưa. Rồi, in ra nè, in. Đó, ok, và chúng ta sẽ được những tấm hình siêu cute. Ok các bạn, thì mình nghĩ chắc clip Hàn Quốc của mình như này thôi. Thì các bạn thấy như thế nào, các bạn cũng được comment phía dưới xin biết nha. Các bạn thích khoảng khắc nào nhất ở trong clip này được comment phía dưới xin biết luôn nha. À, và các bạn cũng đừng quên giúp cho video này của Sim được 10.000 like. Và các bạn có 3 giây cuối làm việc này. 3, 2, 1. Thank you, cảm ơn thầy rất là nhiều. Và hy vọng trong tương lai Sim sẽ quay thật nhiều vlog cho các bạn coi hơn. Còn bây giờ, tạm biệt. Bye bye.